Đây các bạn, đây là khu vực của Cap Hotel các bạn. Đây là cái cảnh ô tô của nó rất là rộng các bạn. Cap Hotel thì khách sạn đây, khách sạn 4 sao các bạn. Các bạn, khách sạn 4 sao, à quên, đây, để hướng bên này. Để chờ thang máy xuống các bạn. Đây là rất là nhiều. Đây mình quay một vòng. Đây là mình đang dưới tầng hầm. Giờ chuẩn bị đi lên nha. Đây là khu vực lễ tân nè ha. Lễ tân rất xịn sò nè, ghế bằng da, ok chưa? Ghế này ghế bằng da. Này vắng này. Dạ. Hôm nay có hội hội nghị gì không? Dạ rồi, hội nghị ở bên công ty bảo hiểm. À. Lưu đen sổ. Ủ gì hả? Sao chồng mua quà mà không đi đi nhỉ? Không, hội nghị của bà Rịa Vũng Tàu. Wow. Khách ở đây đúng không? Không. Ở bên công ty bảo hiểm Blue Denso đó. Thường hay nó gom đó. Nó gom theo vùng miền á. Đúng rồi, gom theo vùng miền, đồng ý. Bảy là còn 13 hả? Đâu có xấu đâu. Rất là hợp luôn á, bảy xong còn 13. Rồi cháu nha. Ok, thank you. Này, xin chào chứ. Đại sát vô. Không. Cũng ok, sáng đẹp, sea view. Thôi không có ban công, thường mấy dòng này ít có ban công lắm. Chỉ sea view thôi, giống như cái tòa nhà. Châu ở đây mình ở có tầng thứ mấy à? Bình thường. 25 tầng vẫn có ban công mà. Ủa không à. Có ai biết có ban công không? Bullman là không có ban công. Đây là cái tủ cho là tối quá nhỉ. Tủ này không có đèn. Chuyển qua chế độ khác. Này. Đây là tủ lúc nào cũng có nha. Cái tủ sắt. Ê, tao sống bên đây nè. Ừ, sát bên luôn. Tao sống nè. Đây. Đây là cái áo lúc nào cũng có nha. Cặp màu áo nè. Chẳng ngoài ra chẳng có gì hết. Đây là thêm cái dài. À, không phải là sống. Có hồ bơi của nó kìa. Tủ lạnh nè. Hai chai nước này tích tiền ta. Hai chai nước suối gì đó. Cái này là gì? Bột cụng á. Red Bull. Rồi, ngoài ra không có gì đặc biệt. Thấy là sạch sẽ, đẹp đẽ thôi. Đi gọi đầu kinh giảng đi 130.000. Dữ vậy? Gọi đầu. Đây các bạn thấy nè, toilet này có bồn tắm nha. Đây các màn che lại nè. Bồn tắm đây nước nè. Không. Nước rất là mạnh nha các bạn. Nước rất là mạnh. Về nha, thằng tắm. Đây, cái bể xí của nó đây.
Trời ơi, cái vị trí mà cái này là không có dựa được nha, dựa là ngã té nha. Đây rồi, thấy không? À, kính nhìn rất là happy. Thường ở đây đó là có máy sấy, hai cái ly, cái khăn, khăn tay. Đây là bộ cao rau trắng này. Thấy không? Ba cái bông chải, máy dây dài, sữa tắm, dùng rồi nha. Đây, cổ điện chống nước của họ nha các bạn. Đây là đèn nè. Về chưa? À, cũng được. Đây ra là phòng City View, để bìa biển thôi nha. View biển. Đây cáp hotel nè, thư ngõ nè. Bộ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15 tầng. Nha. Đi lùi điện thoại. Spa nè. Chăm sóc da mặt cơ bản 400 nè. Chăm sóc da mặt chuyên sâu 700 nè. Đây là một số các dịch vụ tại khách sạn nha. Quên đi sao không gọi đào con. Luxury service, dịch vụ giặt ủi nha các bạn. Chung cũng các bạn có thể trải nghiệm tại đây cũng được nha các bạn. Thấy cũng ok đó, sạch sẽ lắm. Này là bằng thảm nha các bạn, thảm. Ghế này sofa bằng vải luôn nha, nghỉ. Đây hoàn tất rồi, hoàn toàn là đồ gỗ hết nha. Gỗ ha. Đường này là gì ta? Dọc đường này là đường thi sách nha các bạn. Dọc đường này đường thi sách. Thì đường này là cái mép này đi ra bờ biển nè. Không? Mép này ra bờ biển, còn mép này vô thành phố nè. Không? Đây là cáp hotel các bạn. Và các bạn thấy nó to 14 tầng nha các bạn. Kế bên là Hưng Thịnh Plan nha. Hưng Thịnh Plan nó đang xây cái tòa nhà, cái tháp chung cư của nó. Kế bên là The Sống ha. The Sống Department nè. Đó. Thế thì khu đây cái khu khuôn viên của nó nè. Đây tất cả các món ăn 99k. Đây combo một món ăn ha. Tất cả các món ăn của nó. Các bạn thấy nè, rất nhiều phở bún ha. Phở bún rồi là miếng gà, bánh mì, cà phê đen, tất cả nước ép ha. Trà đào rất là nhiều món ha. Đây khu vực khuôn viên. Này quán cà phê mép bên ngoài này. Ủa vậy đi khuôn viên đi xuống dưới luôn hay sao ta? Này khuôn viên nó đi lên trên kia đi xuống đó, nãy anh nói đó. Này đi vô kia là hết rồi ta? Hết rồi. Nó đi vô kia là khu chung cư. Này, cây cỏ. Hồ bơi. Trời mát mẻ ha, mà nó hơi ùi xíu.
Đây đây, khu vực đây các bạn. Hồ hồ bơi tại cấp hotel ha. Hồ rất là rộng nha các bạn. Đây có quầy kem trong này, để xem cái hồ bên nào. Ôi trời. Ồ, cái này rộng, quá rộng. Này quá rộng các bạn. Một đường dẫn đi khu vực xung quanh của building nhé. Chỗ này dò massage hay gì đây nè. Khu vực massage. Đây tấm hồ rất là ok nha. Hồ này sâu khoảng 1 mét thôi nha các bạn. Mấy em nhỏ bơi rất là tuyệt vời. Mình tô một vòng ít nhỏ cho các bạn xem nè. Đây quầy bán kem. Đây kem có nè. Đây. Cái gì? Cái gì sai? Mở nó sai nữa đó. Má ơi, chung cư không là. Hoa phượng đỏ. À, giống nhà ách quá. Ừ, hotel. Hotel. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? Slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you. Thôi đi lên nha các bạn.